Một công thức làm bánh bông lan với nồi cơm điện rất là tiện nhưng không hiểu tại sao mình lại thất bại nữa. Đầu tiên mình cần phải có 3 quả trứng gà để trong nhiệt độ phòng và lòng đỏ lòng trắng tách riêng. Với 3 lòng trắng trứng thì mình sẽ cho tí tẹo thịt heo muối vào và sau đó là đánh bông cứng. Với phới lòng thì hơi lâu đó nha. Mà không có máy đánh trứng có thể dùng cái đồ đánh bằng tay này, mình mất tầm 3 phút. Đây, đến khi mà úp ngược xuống thấy nó không có rụng là ok la. Cả nhà có một số bạn không có cân cho nên hôm nay đong bằng muỗng luôn nè. Bây giờ mình cần 75 g bột mì tương đương với lại 4 muỗng ăn cơm, thêm 3 muỗng canh đường tương đương với 50 g và 3 muỗng canh sữa tươi tương đương với 30 ml, cuối cùng là 2 muỗng canh dầu ăn nữa nhé. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều hết hỗn hợp lên nha. Bởi vì quên đem giấy nếm cho nên là mình sẽ chống dính bằng một cái lớp dầu ăn và một lớp bột mì nữa nha. Trộn hỗn hợp lòng đỏ vào chung với hỗn hợp lòng trắng lúc nãy mình đã đánh cứng. Mình nghĩ chắc là sai ở cái khúc này, bởi vì thường thường người ta sẽ trộn ngược lại. Bởi vì công thức này không có bột nở cũng không có bột bắp luôn, mình sợ là mấy cái bóng khí nó bị nổ á cho nên không có dám trộn nhiều. Bây giờ mình cho vô chuẩn bị đem nước. Giờ thì mình sẽ bấm nấu cơm nha. Trong khoảng từ 5 đến 6 phút thì nó sẽ nhảy ngược lại. Mình sẽ đợi thêm 10 phút nữa rồi bấm lần thứ hai. Cái lần này bấm chỉ mất khoảng 2 phút là cái nút nó lại nhảy lên bên trên. Mình sẽ chờ thêm 30 phút nữa. Thôi tốt nhất là 45 phút đi thì là bánh chín hoàn toàn rồi nè. Thành phẩm ra thì bánh mềm ngọt vừa phải, ăn rất là bông xốp luôn. Nhưng mà mình không biết tại sao cái eo của nó lại hơi bị thắt lại nữa. Cả nhà bắt bệnh như mình với. Không có lò nướng cũng không có máy làm bánh, chỉ có nồi cơm điện mini. Liệu có làm được bánh mì không nhỉ? Với công thức này mình cần có 100 g bột mì, 15 g đường tương đương với khoảng 1 muỗng canh và 1 muỗng rưỡi cà phê men nở khoảng cỡ 1,5 g nhé. Tiếp theo là mình cần một quả trứng nhỏ tách riêng lòng đỏ và lòng trắng ra nè. Cái hỗn hợp khô thì mình sẽ trộn trước bao gồm bột mì, đường và men nở cho đến khi đều thì mình sẽ cho chồng trắng trộn chung với bột và tiếp tục là 4 muỗng canh là sữa tươi nha. Cuối cùng là 15 g bơ mình trộn cho thiệt là đều, sau đó là ra tay nhào khoảng cỡ 5 6 phút là nó không có còn dính tay nữa, cũng khá là lẹ. Trong video gốc mình thấy tác giả đập như vậy, chắc là để cho bột nó thêm dai. Trời, nhớ canh cá thác lát ghê. Mình sẽ ủ cục bột này trong vòng từ 45 cho đến 60 phút đến khi nó nở làm đôi là mình sẽ lấy ra để bắt đầu tạo hình nha. Người ta nói là cắt thành 8 phần mà không biết sao mình chia thành 9 luôn á. Sao mà bây giờ cả nhà cứ lộn từ bên trong ra bên ngoài thành những cái cục như vậy là được rồi nè. Lần lượt mình sẽ xếp vào trong lòng nồi cơm điện dư ra một cục, cái giờ thành tể tướng lu gù luôn. Đóng nồi lại nhưng mà đừng có mở cái gì hết trơn á, mình để cho bột nở trong vòng 30 phút rồi mình mới bắt đầu tiếp tục. Lấy cái lòng đỏ lúc nãy mình để riêng á, phết lên cho nó đẹp, sau đó là bấm nấu cơm như bình thường từ 30 đến 40 phút nhé. Mở ra xong mà mình lật bánh lại, lúc này thì nó chín rồi, mình chỉ cần phải bật thêm một lần nữa là khoảng cỡ 15 phút thôi, nhớ quét thêm một cái lớp bơ lên cho nó thơm nữa nha. Và tên đây là kết quả, trời em nó nhìn xinh xinh cưng dễ sợ luôn á cả nhà, mà ăn cũng rất là ngon, bên trong mềm và thơm mùi bơ. Cái này rất là thích hợp để cho mình đổi món sau những cái ngày vất vả. Chân châu dưa leo mới đầu nghe thì có vẻ fail nhưng mà ai ngờ đâu kết quả ra đáng yêu quá nhiều. Cắt dưa leo ra xong rồi mình lấy hai cái đầu của nó chà vô để bớt nhựa, nó bớt đắng và mình sẽ cho nó vào trong máy xay để lấy nước cốt nhé. Máy xay sinh tố thì mình để ở dưới nhà xài đỡ cái máy xay đồ ăn này, ai ngờ đâu cũng mịn ghê. Tầm nửa trái dưa leo mình sẽ cho vào trong đây là khoảng cỡ 50 đến 70 g bột năng và 2 muỗng đường nhé. Mình sẽ cho vào trong nồi chỉnh lửa thì là nhẹ xong mà khuấy đến khi là trong suốt là tắt bếp được rồi nghe. Để canh được chính xác lượng bột thì cũng khó lắm bởi vì mỗi trái dưa leo nó có một lượng nước khác nhau. Mình nghĩ chắc tầm 70 cho đến 100 g đến khi nào mà mình nhồi thấy nó dẻo và không dính tay nữa là được. Cả nhà cũng có thể cho vào trong lò vi ba 1 phút 30 giây hoặc là đun nước thật là sôi lên đổ vào nghe. Cắt thành từng phần bột bằng nhau vê sao cho thành mấy con giun, nhớ cẩn thận không thôi có cái to cái bé. Nấu nước sôi thì là sôi, mình mới cho chân châu vào luộc đến khi mà nó nổi lên á thì mình chờ thêm 10 phút nữa, sau đó tắt bếp và ủ trong vòng 20 phút. Nếu mà muốn chân châu thêm dai thì mình chuẩn bị sẵn một cái tô cho nước đá xong rồi mình vớt chân châu ra bỏ liền vô. Mình cũng có thể nấu theo tỷ lệ 2 đường 1 nước rồi ngâm chân châu vô cho nó ngọt, còn nếu mà muốn ăn healthy thì thôi bỏ qua. Giờ thì đã có thể thưởng thức được rồi nè. Nếu mà muốn chân châu màu đẹp hơn thì nhớ chọn trái dưa leo nào có màu đậm nha. Món này thì năm ngoái mình đã làm cực kỳ đơn giản và đặc biệt cần phải có cơm nguội khô thì là khô nhé. Đặt một cái chảo lên trên bếp chỉnh lửa nhỏ, nếu mà cơm khô quá thì đừng có lo, càng tốt với nha. Rửa sạch tay sau đó mình bóp cơm ra, dùng một cái vá hay còn gọi là cái sạn, mình sẽ đè thiệt là nhiều vô thì nó sẽ kết dính lại với nhau. Chừng nào mà cái mặt ở phía dưới nó vàng á thì mình sẽ lật khoảng cỡ 15 phút sau. Rồi bây giờ thì hai mặt đều đã vàng, mình sẽ đi chuẩn bị mở hành nhé. Cho dầu ăn vào trong chảo, mình sẽ đợi nóng già, mình sẽ lấy hành lá từ trong tủ đá ra. Nêm vào trong đây là một chút xíu đường, hạt nêm, bột ngọt và nước mắm ngon nữa nhé. Nếu mà nhà có sẵn thì có thể cho muối tôm chấm trái cây vào rất là đậm đà. Giờ thì mình sẽ đổ dầu vào, nghe nó xèo xèo đã tai thiệt luôn á. Bên trên bề mặt cơm cháy thì là đều nha. Nếu mà nhà có phô mai hay là xúc xích gì bỏ lên trên cũng rất là ngon luôn á. Đảm bảo nghe cái tiếng cắn một cái rụm rụm đã.